Thưa quý vị, người xưa tin rằng thì tùy vào cái giờ sinh mà cuộc đời của bạn sẽ khó khăn hay là ngập tràn trong may mắn. Tất cả phụ thuộc vào việc bạn được sinh ra ở cái nơi nào trên cái cơ thể của ông hoàng đế. Vì cái vị trí này cho biết vào cái giai đoạn nào của bạn sẽ gặp được may mắn và nhận được cái sự hỗ trợ của hoàng đế, hay còn gọi là hiên viên hoàng đế. Trị vì trong khoảng 2690 trước công nguyên đến 2599 trước công nguyên. Tất cả phụ thuộc vào những cái việc mà bạn được sinh ra ở cái nơi nào trên vị trí của cơ thể hoàng đế. Cái vị trí này cho biết vào cái giai đoạn nào của cuộc đời bạn sẽ gặp được may mắn và nhận được cái sự hỗ trợ của hoàng đế. Truyền thuyết cho rằng lịch sử của Đại Trung Hoa là do hoàng đế, một trong những nhân vật huyền thoại của lịch sử Trung Hoa, phát minh ra. Ông được coi là người sáng lập ra nền văn minh Trung Quốc. Lịch này còn được ghi trong những cái vần thơ về bốn mùa gắn liền với hiên viên hoàng đế. Và dựa vào những cái vần thơ này, người ta đưa ra cái phán đoán chung về cái số phận của mỗi con người tùy vào cái vị trí dành cho người ở trên cơ thể ông. Vị trí này phụ thuộc vào mùa sinh cũng như là cái giờ sinh của đứa trẻ sinh ra. Vậy ông Huỳnh Đế là ai? Người mà chịu ảnh hưởng của ông Huỳnh Đế thì tính tình là hoạt động là mãnh liệt, minh mẫn, sáng láng, can đảm và liều lĩnh, gan dạ phi thường và thường tranh đấu quyết liệt, ích kỷ ham lợi và mê danh. Người tướng dạng to lớn này, sức vóc thì mạnh mẽ, bẩm thọ cư quyết, có tính hung tợn, đầu vuông, cổ tròn, tướng cao. Đó, cái ngón tay bàn tay thì đều là to lớn, giọng nói to, ăn mạnh, mạnh ăn, đi đứng lanh lẹ, tính tình thì khẳng khái, ham chỉ huy chiến đấu và thích săn bắn, ưa võ nghệ, thích thể dục thể thao, chạy bộ, xe đạp, đua xe vân vân. Họ ít xúc động nhưng mà lại trung hậu tử tế, song lắm khi lại phẫn nộ đi đến những cái ngang tàng. Phần đông họ không được nhã nhặn nhưng mà lại thành thật, có mưu lược. Những cái nghề mà họ thích nhất là ví dụ lái xe này, thầu khoán, kỹ nghệ đấy. Rồi tính tình cương trực, ít chịu thối lui trước cái hoàn cảnh, trước cái cảnh ngộ khó khăn, và quyết làm thế nào cho đạt được cái kỳ vọng thì mới thôi. Khi phán đoán thì trầm tính và tìm ra cái chính ý của mình. Ví dụ như là những ông thẩm phán này, các vị quan chức đó có ngành thuộc, các vị quan chức thuộc hành chính thì đều chịu ảnh hưởng của gì, ông Huỳnh Đế. Và họ rất nghiêm khắc, và chẳng dung thứ cho những kẻ cường bạo. Họ thường giữ tròn cái bản mệnh, chuộng cái chính lý và gì chẳng, nhưng lại chẳng có tình cảm. Những người đàn bà mà chịu ảnh hưởng của ông Huỳnh Đế thì tướng cao mảnh khảnh, tính nét thì đoan trang, nói năng thì rõ ràng từng chi tiết. Họ là những người siêng năng, cần kiệm, từ ái và ít bạn bè, chẳng e dè vì họ quá thành thật. Ăn uống thì đạm bạc và không cầu kỳ, lãnh đạm với chồng con, trong thâm tâm thì luôn gì keo sơn chung thủy, ít để ý hay là gì đến những cái chuyện mà của người khác. Họ ít hát sướng và không ham du ngoạn. Đặc tính của họ là giữ của, không tín ngưỡng nhưng lại chẳng đánh đổi vì ai cả. Vì quá tiết kiệm mà thành ra có phần là khuyết điểm cùng họ hàng thân thích, mất đi cái tình cảm với bạn bè. Tóm lại, những người đàn bà mà thuộc ông Huỳnh Đế là những người tề gia giỏi, một người rất xứng đáng là một người hạnh phúc trong gia đình. Người con nhà Huỳnh Đế thì phần đông là có nước da màu mật ong ngâm ngâm ấy, mật ong ngâm ngâm đỏ. Đàn ông thì có nhiều râu, đàn bà thì có tóc nhiều và thì cứng đen lấp lánh. Sinh đẻ thì cũng được dễ dàng hơn, nuôi con thì cũng rất giỏi, làm nghề gì thì cũng được thành công. Đặc biệt là những nghề chăn nuôi gia súc thì cũng gì mau lớn và ít bị hao hụt. Thì để xác định cái vị trí sinh trên ông hoàng đế thì chúng ta sẽ dựa vào cái bảng sau. Thứ nhất là chúng ta có cái cột giờ sinh nữa, từ giờ Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi, đúng không? Và cái tháng chúng ta sẽ dựa vào cái mùa sinh nữa. Mùa sinh ví dụ mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Thì mùa xuân nếu mà sinh vào tháng 1, tháng 2, tháng 3, mùa hạ là tháng 4, tháng 5, tháng 6, mùa thu là tháng 7, tháng 8, tháng 9 và mùa đông là tháng 10, 11 và 12. Đó. Thì chúng ta sẽ tra bảng là luận đoán ra giờ sinh. Giờ sinh ví dụ giờ Tý chẳng hạn, đúng không? Giờ Tý mà sinh vào mùa xuân thì ở đầu hoàng đế, đúng không? Mùa hạ thì là ở bụng ông hoàng đế, mùa thu là ở vai và mùa đông là ở bụng. Đó. Tiếp theo những người mà sinh vào giờ Sửu ấy, giờ Sửu là từ 1 đến 3 giờ sáng, đúng không? Thì những người mà sinh vào mùa xuân tức là thì tại hông ông hoàng đế, những người mà sinh vào tháng 4, tháng 5, tháng 6 thì tại bàn tay ông hoàng đế, những người mà sinh vào mùa thu tức là tháng 7, tháng 8, tháng 9
thì tại bàn tay ông hoàng đế và những người sinh vào tháng mùa đông là tháng 10, 11, 12 thì sẽ đầu gối ông hoàng đế, vân vân đó. Thì các bạn cứ dựa vào cái bảng này đây, tôi chế cho các bạn chụp. Bạn chụp lại cái bảng này nhé, để chúng ta cùng bắt đầu luận giải. Và để luận giải cái số của ông hoàng đế thì người ta sẽ có bài thơ như sau. Đầu tiên là những người sinh ở đầu ông hoàng đế. Đó, đầu, bài thơ ở trên đầu ông hoàng đế này. Sinh nhầm hoàng đế ở đầu, trong đời vui vẻ, khỏi bề nhọc lo. Rảnh rang phú quý trời cho, cao lương mỹ vị, ăn no thiếu gì. Công danh phú quý lo chi, tự nhiên danh giá, một khi đặng nhờ. Số này dẫu gái đào thơ, gặp cảnh duyên nợ, đặng nhờ hào phu. Sánh duyên cùng với danh phu, dẫu cho nam nữ cung phu kịp kỳ. Đó, thì những người sinh ở đầu của hoàng đế là những người mà nam và nữ thì đều là tốt cả. Vậy nên các bạn lưu ý nhé, ví dụ như là ở đầu hoàng đế đó có tuổi Tý, có những người sinh vào giờ Tý. Giờ Tý này, vào tháng, vào mùa xuân này, đúng không ạ? Và giờ Ngọ vào mùa hạ, đúng không ạ? Đầu hoàng đế đây. À, những người tuổi Hợi, à, những người sinh vào giờ Hợi vào mùa thu và những người sinh vào đầu này. Những người tuổi Tỵ sinh vào mùa đông. Đó, những người sinh vào giờ Tỵ vào mùa đông. Đó, đó là những người mà có số sinh ở đầu ông hoàng đế. Thì thứ hai là những người sinh ở vai ông hoàng đế. Vai ông hoàng đế. Ở vai ông hoàng đế thì có bài thơ như sau. Sanh nhiều chỗ ở trên vai, tuổi xuân cực khổ, nay mai vận thời. 30 gặp vận thái lai, sắp lên lớn tuổi, tiền tài thiếu chi. Chừng ấy châu ruộng thiếu gì, số trời đã định, phải thì thua ai. Anh em số phận tiền tài, chuyện mình liệu khó bề cậy nương. Cái số này thì là nhỏ thì cực khổ, mà lớn lên thì khá, và cũng không được nhờ các anh em, với những người sinh ở vai ông hoàng đế. Đó. Tiếp theo là những người sinh ở hông ông hoàng đế, đúng không ạ? Những người sinh ở hông ông hoàng đế là thứ ba. Nếu mà sinh ở hông ông hoàng đế thì sẽ như sau. Sinh nhằm huỳnh đế ở hông, phước hồng thì đặng chờ trong làm giàu. Thi thơ kinh sách thạo thông, số có khoa mục đặng hào công danh. Lương duyên tơ tóc đặng thành, trăm năm trung hưởng, phước sanh an hòa. Làm ăn thì gặp vận số ta, vợ chồng lo tính, vậy mà đặng nên. Cái số này thì làm ăn khá, để công thành danh thoại. Đó. Tiếp theo là với những người sinh ở bụng ông hoàng đế, đúng không ạ? Sinh ở bụng ông hoàng đế. Sinh nhằm bụng ông hoàng đế thì sẽ như sau. May sinh nhằm bụng ông vua, của tiền ăn mặc, thua ai đâu là. Chẳng văn thì võ số ta, hai bên chầu trực, sướng ca vui mừng. Nửa đời sung sướng quá chừng, trong ngoài của cải lễ lừng thiếu chi. Số này trung thủy khả vi, dẫu không chức phận, hưởng thì giàu sang. Đó, tức là cái số này này, số mà sinh ở bụng hoàng đế là số này là dễ làm ăn và có quyền chức, gái có chồng, giàu sang phú quý. Đó. Và những người mà sinh vào thứ năm ấy, vị trí thứ năm là trên gì? Trên bàn tay ông hoàng đế, đúng không ạ? Bàn tay ông hoàng đế. Thì những người mà sinh ở bàn tay ông hoàng đế thì sẽ có số như sau. Ở tay hoàng đế tốt thay, phước mà ta đặng, tiền tài thiếu chi. Ra đi nhiều kẻ yêu vì, trong nhà trăm việc, thiếu chi vật dùng. Lao tâm tuổi nhỏ chẳng cùng, đến khi lớn tuổi thung dung vẹn toàn. Bốn phương nuôi tới luận bàn, của tiền vật chất muôn vàn thiếu chi. Thì cái số sinh vào bàn tay ông hoàng đế thì đến tuổi 35 sẽ làm ăn phát đạt. Đó. Tiếp theo là thứ 6 là những người sinh vào gì? Đầu gối ông hoàng đế, đúng không? Tức là sinh vào đầu gối hoàng đế thì sẽ như sau. Ở nơi đầu gối khổ ôi, thuở trẻ cực khổ, thôi thôi chăm bề. Đi nhiều chân chẳng muốn về, xiết bao lao khổ chớ hề ngồi không. Gia đàng trễ nại không xong, đến 48 thì mới hòng ngồi an. Chừng ấy lo liệu gia đàng, trong ngoài đến đó vững vàng lập nên. À, những người có số này thì thời trẻ cực khổ, đi đứng nhiều. Đấy, và đến khi 48 tuổi thì mới làm nên sự nghiệp. Tiếp theo là những người thứ 7 là những người sinh ở tại chân ông hoàng đế, đúng không ạ? Số sinh nhằm ở tại chân, tu hành đắc quả, có hơn người thường. Biết đời nên giúp nghĩa phương, khá tu nhân đức, lo lường ngày sau. Chỗ cha mẹ ở đặng nào, vợ chồng thứ nhất khắc hào phu thê. Đời sau mới đặng vẹn bề, gia đình khá xử mới hè lập nên. Số này thì tu hành đắc quả, đắc thành chính quả, vợ chồng thì phải thay đổi một lần. Đó. À, thưa quý vị, bây giờ chúng ta cùng xét theo từng mùa nhé. Đầu tiên là chúng ta xét vào những cái mùa xuân. Mùa xuân thì đầu tiên là những người sinh vào giờ Tý. Giờ Tý thì ở là đầu ông hoàng đế, đúng không ạ?
những người sinh ở đầu ông hoàng đế thì bạn sẽ có địa vị cao trong cái cuộc đời, có quyền lực và có trí thông minh. Các bạn là người sáng suốt, đó, có tinh thần trách nhiệm. Nếu mà được nuôi dưỡng, giáo dục trong cái điều kiện tốt thì các bạn có thể tiến đến xa hơn. Đó. Tiếp theo là những người sinh vào giờ Tỵ và giờ Mùi ở vào cái mùa xuân nhé, là tháng 1, tháng 2, tháng 3 đấy. Thì thành công của bạn ở cái mức trung bình, các bạn nên bắt đầu cái công việc ở cái vị trí phó, không phải là người đứng đầu. Các bạn có thể tiến cao hơn và trở thành cánh tay phải của một nhân vật quyền lực giàu có nào đó. Còn những người sinh vào giờ Mão và giờ Dậu trong cái mùa xuân ấy, thì ở vai ông hoàng đế, các bạn sẽ có cuộc sống đầy đủ, không lo thiếu thốn cái vật chất cơ bản. Bạn cũng có nhà cao cửa rộng, có tài sản lớn. Những người mà sinh vào giờ Ngọ là bụng ông hoàng đế, đúng không? Bụng hay dạ dày ông hoàng đế, thì cái vận may thực sự chỉ đến với các bạn ở tuổi trung niên. Khi đó thì các bạn sẽ được hưởng thụ những cái vinh hoa phú quý của cuộc sống. Các bạn sẽ được ăn ngon mặc đẹp và hưởng những thú vui vật chất khác của cuộc đời này. Với những người sinh vào giờ Sửu và giờ Hợi mùa xuân thì ở ngược ông hoàng đế, thì các bạn sẽ phải trải qua rất nhiều cái thay đổi của cuộc đời. Và khi đạt được cái vị trí cao trong cái xã hội thì các bạn sẽ thay đổi rất nhiều. Cái sự thay đổi này thì có thể tốt hoặc là xấu. Nếu rơi vào hoàn cảnh này thì các bạn cần cố gắng thay đổi theo cái chiều hướng tốt lên và khiêm tốn hơn khi có vị trí quan trọng trong gia đình và trong xã hội. Những người sinh vào giờ Thìn và giờ Tuất thì ở đầu gối ông hoàng đế, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ thì phải di chuyển rất là nhiều trong cuộc đời. Thì nhìn nhận cái điều này là tốt hay là xấu thì hoàn toàn phụ thuộc vào cái việc mà bạn thích đi lại hay không. Về cái nghề nghiệp ấy, thì cuộc đời bạn sẽ phải gì? Sẽ phải di chuyển rất là nhiều và giống như cái người lang thang. Cuộc sống thì thường là không ổn định và khá là tạm bợ. Những người sinh vào giờ Dần và giờ Thân, Dần và Thân thì ở chân, bàn chân ông hoàng đế, đúng, bàn chân ông hoàng đế, thì các bạn sẽ kết hôn 2 lần trong cuộc đời. Điều này thì đặc biệt đúng với phụ nữ sinh ra ở cái vị trí này. Còn với nam giới, sinh ra nơi cái bàn chân hoàng đế đồng nghĩa với bản tính là hiếu động và khó chiều. Tiếp theo chúng ta xét đến mùa Hạn là sinh vào tháng 4, tháng 5, tháng 6. Thì những người sinh vào giờ Ngọ này, giờ Ngọ là ở đầu ông hoàng đế, thì đây là cái dấu hiệu tốt với bất cứ ai sinh ra ở đầu ông hoàng đế vào cái mùa Hạn sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng, đúng không ạ? Và không có cái khó khăn nào, không có cái trở ngại nào trong toàn bộ cuộc đời. Các bạn có trí thông minh tuyệt vời và giỏi về cái phần chiến lược và lập kế hoạch. Những người sinh vào Tý, giờ Tý và giờ Sửu thì bạn sẽ có thể thừa tiền và cái vận may làm trong cái chuyện làm ăn. Cái sự may mắn trong sẽ gia tăng cùng theo cái năm tháng và bạn sẽ có thể đạt được những thành công lớn lao trong những giai đoạn của cuộc đời. Những người sinh vào giờ Mão và giờ Dậu, giờ Mão và giờ Dậu, những người sinh vào giờ Mão và giờ Dậu thì ở vai hoàng đế thì các bạn thật là may mắn vì ở cái vị trí này nó mang lại cái của cải, cái tài sản cho các bạn trong cái cuộc đời và sẽ chẳng thể thiếu thốn gì cả. Các bạn tích lũy được nhiều cái tài sản trong suốt cái cuộc đời của mình và khi về già sẽ rất là giàu có. Nếu bạn biết sống một cuộc sống gì, cuộc đời phẩm hạnh thì các bạn sẽ rất đông quan cháu và sống lâu hưởng thụ để tới đầu bạc răng long. Những người mà sinh vào giờ Tý thì sẽ là ở bụng ông hoàng đế, đúng không ạ? Các bạn có thừa cái của ăn của để và gì không thiếu một cái thứ gì. Cái vận may của bạn đến nhiều hơn khi mà bạn ở 40 tuổi. Các bạn sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng cho cái tuổi già của mình vì là sẽ được chăm sóc một cách chu đáo. Những người sinh vào giờ Mùi và giờ Hợi, Mùi và Hợi thì ở hông ông hoàng đế, thì cha mẹ của các bạn là những người mà đáng mến. Các bạn sẽ được bao bọc bởi những người quyền quý cao sang. Khai thác những cái may mắn này thế nào thì tùy thuộc vào cái nỗ lực, cái cố gắng của các bạn. Còn những người mà sinh vào cái mùa Hạ, vào mùa giờ Thìn và giờ Tuất, đúng không ạ? Giờ Thìn và giờ Tuất và ở đầu gối ông hoàng đế. Công việc của các bạn rất khó được người khác nhìn nhận, sẽ có trở ngại trên con đường đời. Nếu không vượt qua được ấy, thì gì? Thì tới tuổi trung niên các bạn sẽ để thấy kiệt sức. Còn những người sinh vào giờ Dần và giờ Thân thì ở chân ông hoàng đế. Cái vị trí này mang lại cho bạn một cuộc sống dễ chịu, mọi thứ đến một cách dễ dàng, đặc biệt là nam giới. Hơn nữa, nếu là nam ấy, thì nhiều khả năng các bạn sẽ có nhiều hơn một vợ. Phụ nữ thì khó cưỡng lại được. Các bạn sẽ được may mắn nếu mà có thái độ đúng đắn và có động cơ trong sáng. Tiếp theo chúng ta xét vào đến cái mùa thu nhé. Thì mùa thu nếu mà sinh vào giờ Hợi ấy, thì ở đầu hoàng đế, đúng không ạ? Thì cái vị trí này đặc biệt tốt cho con gái. Nó cho có thấy là bạn sẽ có một cái cuộc gì sống rất là tiện nghi và yên ổn với cái rất nhiều cái may mắn thịnh vượng. Thì nói chung
cả nam và nữ nếu mà gặp cái vị trí đầu ông hoàng đế thì rất là tốt. Đó. Tiếp theo là những người sinh vào giờ Tỵ và giờ Sửu. Giờ Tỵ là sinh ở bàn tay, giờ Sửu cũng là bàn tay, là bàn tay ông hoàng đế. Thì đây là cái vị trí đặc biệt may mắn, của cải sẽ đến từ bốn phương tám hướng và mỗi lần di chuyển các bạn sẽ gặp được người có gì vị trí cao và được họ giúp đỡ. Các bạn sẽ gặp may mắn nếu mà ra nước ngoài học tập hoặc là ra nước ngoài làm việc. Tiếp đến là giờ Tý và giờ Ngọ thì sẽ ở vai ông hoàng đế, đúng không? Giờ Tý và giờ Ngọ sẽ ở vai ông hoàng đế. Thì những người này sẽ có vận may, có của cải và các bạn sẽ trở nên giàu có vào cái độ tuổi trung niên. Các bạn cũng sẽ nhận được cái sự giúp đỡ từ anh chị em và nhất là gì? Từ anh em trai. Các bạn cũng có nhiều cái gì? Người bạn thực thụ yêu quý và giúp đỡ mình. Đó. Tiếp theo là những người sinh vào giờ Thân là bụng hoàng đế và dạ dày ông hoàng đế. Thì các bạn sẽ thì đồng hành cùng rất nhiều người giỏi giang. Họ là những người vượt trội trong cái sự nghiệp và trong cái học hành của mình. Cũng như là gì? Cái sự hiện diện của họ sẽ làm cho nguồn cảm hứng cho các bạn có nhiều cái tham vọng, hạnh phúc sẽ mang lại và những cái may mắn. Vì vậy, bạn cần tự tạo nên cái hạnh phúc và luôn mỉm cười với mọi người. Đó. Tiếp theo là những người sinh vào giờ Mão và giờ Mùi thì là ở gì? Ở hông ông hoàng đế vào cái mùa thu, đúng không ạ? Tức là những người sinh vào giờ Mão là trong cái mùa thu tháng 7, tháng 8, tháng 9. Thì các bạn sẽ có đầy những cái thức ăn uống, đồ mặc ở cái tuổi trung niên. Con cháu sẽ mang lại cho các bạn rất nhiều cái hạnh phúc và gì? Cái sự mãn nguyện. Bạn sẽ được lợi nhiều nếu xây dựng gia đình sớm và khi ngoài tuổi 20. Đó. Tiếp theo là những người sinh vào giờ Dần và giờ Dậu, đúng không ạ? Giờ Dần và giờ Dậu là đầu gối ông hoàng đế. Thì thời trẻ các bạn sẽ phải làm việc cật lực và có thể gặp phải một số cái thất bại. Nhưng may mắn là gì? Sẽ đến với bạn ở cái nửa sau cuộc đời. Các bạn hãy cứ vui vẻ, đừng bao giờ nản chí. Thành công mà các bạn gặt hái được ấy, khi mà tuổi còn nhỏ ấy, sẽ dư sức bù đắp lại những cái thất bại cái thời thanh niên. Đó. Tiếp theo là những người sinh vào giờ Tuất và giờ Thìn, đúng không ạ? Thìn và Tuất là sinh ở chân ông hoàng đế. Trong cuộc đời của bạn thì luôn được an toàn và bình yên, không bị ai gây hại. Nếu có tham vọng và quyết tâm thành công thì các bạn có thể đạt được những cái đỉnh cao trong nghề nghiệp. Kể cả nếu không lên tới đỉnh cao thì các bạn sẽ hài lòng với những gì mà mình đạt được. Đó chính là cái bí quyết hạnh phúc của những người sinh vào giờ Thìn và giờ Tuất. Và tiếp theo chúng ta xét đến những người sinh vào mùa đông nhé. Tức là sinh vào mùa đông mà sinh vào các giờ trong mùa đông. Mùa đông bao gồm 3 tháng là 10, 11 và 12. Thì nếu sinh vào giờ Tỵ ấy, giờ Tỵ đúng không ạ? Giờ Tỵ là đầu hoàng đế. Đây. Giờ Tỵ là đầu hoàng đế. Thì nếu sinh vào giờ Tỵ thì gì? Các bạn sẽ có cuộc sống hôn nhân là tuyệt vời. Các bạn sẽ là người danh giá và đến từ những gia đình cao quý. Các bạn sẽ biết những cái thứ xa hoa và được ăn ngon mặc đẹp. Đó. Tiếp theo là những người sinh vào giờ Hợi và giờ Ngọ. Giờ Hợi và giờ Ngọ là sinh vào bàn tay hoàng đế. Thì các bạn sẽ được gì? Bao bọc bởi những người thân trong gia đình và luôn được tham gia vào các sự kiện vui vẻ. Đặc biệt là các bạn sẽ thành công khi mà ngoài 60. Tiếp đến là những người sinh vào giờ Dậu và giờ Mão. Giờ Mão và giờ Dậu chính là vào mùa đông nhé. Thì ở vai ông hoàng đế đúng không? Ở vai ông hoàng đế. Thì các bạn có vận may về đường con cái. Có nhiều con cái. Có nhiều con trai và con gái. Các bạn có thể gặp một vài cái rắc rối và cái thất bại ở tuổi mới lớn và sau những cái năm đầu đồng nghiệp ấy. Nhưng các bạn sẽ gì? May mắn về cái hậu vận. Rất nhiều vận may. Rất nhiều cái vận may sẽ đến từ những người bạn đời của mình và sau này là từ các con, các cháu của mình. Đó. Tiếp theo là chúng ta xét đến những người sinh vào giờ Tý. Giờ Tý vào mùa đông thì nó ở bụng ông hoàng đế, ở dạ dày ông hoàng đế. Thì các bạn là người thích ca hát, thích giao tiếp với những cái bữa tiệc hoành tráng. Đó. Các bạn sẽ gì có may mắn có được cái cuộc sống và những cái điều mà bạn yêu thích. Vì bạn vừa thành công về cái kinh tế lại vừa gì được hưởng cái tuổi thọ lâu dài. Tuy nhiên các bạn cũng cần phải chú ý đến một số công việc từ thiện hoặc là góp phần từ thiện trong những cái năm trung niên. Điều này sẽ mang lại cho bạn nhiều cái may mắn hơn đó trong cuộc đời. Tiếp đến là những người sinh vào giờ Dần và giờ Thân. Giờ Dần và giờ Thân là sinh ở hông ông hoàng đế, đúng không ạ? Ở vai ông hoàng đế, ở ngực ông hoàng đế. Đó, các bạn sẽ đặc biệt may mắn về phần hậu vận với gì vàng bạc, tài sản tích lũy và công việc kinh doanh phát đạt trong gia đình. Bạn có may mắn được sống tới già bên cạnh người mình yêu thương. Đó. Tiếp đến là những người sinh vào giờ Sửu và giờ Mùi thì ở đầu gối ông hoàng đế, đúng không ạ? Đầu gối ông hoàng đế. Thì các bạn sẽ có đủ thức ăn để sống sót, nhưng mà thì chẳng mấy dư giả.
Và vào những cái năm tuổi thọ trung niên ấy, thì các bạn sẽ là những cái giai đoạn thực sự mệt mỏi. Điểm sống còn với bạn là làm công việc từ thiện và dành một phần thời gian để chăm sóc những người khác. Điều này sẽ giúp hóa giải phần lớn cái năng lượng xấu tích tụ trong xung quanh bạn. Tiếp đến là những người thiên vào giờ Thìn và giờ Tuất. Giờ Thìn và giờ Tuất thì ở gì? Chân ông Huỳnh Đế, bàn chân ông Huỳnh Đế. Thì các bạn là người sống xa cha mẹ và ông bà, vì sẽ tốt hơn nếu mà có cái nơi ở riêng. Khi mà sống riêng thì các bạn sẽ gặp nhiều cái may mắn, và càng sống xa cái ngôi nhà của tổ tiên thì lại càng tốt. Những người này thì thích học, đi ra ngoài lập nghiệp làm ăn đó. Thưa quý vị, như vậy tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn giờ sinh theo mùa, theo giờ sinh ông Huỳnh Đế. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn hãy xem là mình sinh vào giờ nào đó và sinh vào mùa nào, rồi từ đó các bạn sẽ đối chiếu để tìm cho mình cái số phận tốt hay xấu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.